Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Sau hơn một tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi từ hơn 150 tác giả là các chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư, họa sĩ, đơn vị thiết kế, sinh viên các trường thiết kế đồ họa, mỹ thuật, các cá nhân trên khắp cả nước. Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Bộ Công Thương khẳng định thành công lớn nhất của cuộc thi là tập hợp được những tác phẩm dự thi thể hiện rõ tinh thần và truyền tải một cách sáng tạo thông điệp của chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, được sáng tác nghệ thuật dưới những hình thức tươi mới và mang tính thẩm mỹ cao, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây ấn tượng với cộng đồng. Vòng chung khảo, ban giám khảo chấm điểm và chọn được 3 tác phẩm đạt giải gồm một giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Khoa Hoàng Linh, thành phố Huế và 2 giải khuyến khích của tác giả Phan Thị Thanh Nga, thành phố Hà Nội và Nguyễn Nam Khánh, thành phố Lào Cai.